chào quý chú chị các bạn đã trở lại với kênh chợ miền Tây. Hôm nay mình đã có mặt tại chùa Dòng Bích Cũ để chia sẻ hình ảnh chuẩn bị làm lễ khánh thành của ngôi chùa ở nơi đây như thế nào, thì mời quý chú chị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Thì ngày mới anh cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và có nhiều vui trong cuộc sống. Và bây giờ đồng hành cùng mình vào chùa này để mình xem và mình chia sẻ về hình ảnh ngày hôm nay của bà con đồng bào Khmer đã chuẩn bị cho lễ khánh thành ngày hôm nay. Thank you.
đây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý vị chú anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video tiếp của chợ miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ cùng xem. Xin chào, mến chào.